Phần B, câu hỏi pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực. Về lĩnh vực thiết kế có 15 câu. Câu số 1. Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào? A. Khảo sát địa hình. B. Khảo sát địa chất công trình. C. Khảo sát địa chất thủy văn. D. Bao gồm cả 3 loại hình nêu tại A, B và C. Đáp án đúng là D. Cả 3 loại hình nêu tại A, B và C. Câu số 2. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với các nội dung nào sau đây? A. Loại và nhóm dự án đầu tư xây dựng. B. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình. C. Chủ trương đầu tư xây dựng. D. Loại cấp công trình xây dựng. Loại hình khảo sát và bước thiết kế. Câu trả lời đúng là B. Loại cấp công trình xây dựng, loại khảo sát và bước thiết kế. Câu số 3. Chủ đầu tư không có nghĩa vụ nào dưới đây? A. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng. B. Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát. C. Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu của nhà thầu thiết kế. D. Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng. Đáp án đúng là C. Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu của nhà thầu thiết kế. Câu số 4. Thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu nào dưới đây? Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội tại khu vực xây dựng. B. Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng nếu có. Đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường. Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý, đảm bảo đồng bộ trong từng công trình với các công trình liên quan. D. Cả 3 yêu cầu tại nêu tại A, B và C. Đáp án đúng là B là D. Cả 3 yêu cầu ở trên. Năm, thiết kế dự toán xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở gồm những nội dung chủ yếu gì? Phương án A, phương án kiến trúc, phương án công nghệ nếu có. B, phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu. Dự toán xây dựng D, gồm cả 3 nội dung nêu trên. Đáp án đúng là D, gồm cả 3 nội dung nêu trên. C. Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án vốn ngân sách nhà nước? A. Cơ quan chuyên môn về xây dựng. B. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư. C. Cơ quan quản lý kỹ thuật của chủ đầu tư. D. Cả A, B, C đều đúng. Cả A, B, C đều không đúng. Câu trả lời đúng là A, cơ quan chuyên môn về xây dựng. Câu số 7. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước? Người có thẩm quyền quyết định đầu tư. A là người có thẩm quyền quyết định đầu tư. B, chủ đầu tư. C,
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án xây dựng khu vực. D. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư. Câu trả lời đúng là A, người có thẩm quyền quyết định đầu tư. Câu số 8. Đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước? A. Người quyết định đầu tư. B. Chủ đầu tư. C. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án vực. D. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư. Đáp án đúng là B. Chủ đầu tư. Câu số 9. Trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình? A. Người quyết định đầu tư. B. Chủ đầu tư. C. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc ban quản lý khu vực, cơ quan chuyên môn của người có quyết định đầu tư. Câu trả lời đúng là A. Người quyết định đầu tư. Câu số 10. Tổ chức nào không được thực hiện thẩm tra thiết kế dự toán công trình X? Tổ chức đã thiết kế xây dựng công trình X, cơ quan chuyên môn về xây dựng. C. Ban quản lý dự án đầu tư thuộc chủ đầu tư. D. Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Câu trả lời đúng là câu A. Tổ chức đã thiết kế xây dựng công trình X. Câu số 11. Thiết kế xây dựng công trình không được thay đổi khi nào? A. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu thay đổi kích thước, có yêu cầu thay đổi thiết kế cơ sở. B. Trong quá trình thi công xây dựng phát hiện yếu tố bất hợp lý, nếu không thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. C. Khi điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do chỉ số giá xây dựng tăng so với chỉ số giá xây dựng lập dự phòng phí có yếu tố trượt giá. D. Khi thiết kế bước trước đã được phê duyệt có thay đổi. Câu trả lời đúng là câu C. Câu số 12. Đối với trường hợp thiết kế một bước thì thiết kế bản vẽ thi công được lập trên cơ sở nào? A. Nhiệm vụ thiết kế được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. B. Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt. C. Phương án thiết kế do nhà thầu tư vấn thiết kế đề xuất. D. Cả ba đáp án A, B, C đều không đúng. Câu trả lời đúng là câu B. Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt. Câu số 13. Theo phân cấp công trình, kho chứa vật liệu nổ thuộc cấp đặc biệt theo quy định tại Nghị định 59/2015 NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn xây dựng trực thuộc Bộ Công Thương thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình này. Vậy những công trình còn lại của dự án thì cơ quan nào thẩm định? A. Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Công Thương. B. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng. C. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư. D. Sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành nơi xây dựng các công trình. Đáp án đúng là A. Cơ quan chuyên môn xây dựng thuộc Bộ Công Thương. Câu 14. Thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được cơ quan chuyên môn xây dựng về thẩm định. Trong trường hợp khi thi công xây dựng và phát sinh điều chỉnh khối lượng nhưng không ảnh hưởng tới an toàn công trình thì có phải trình cơ quan nào thẩm định lại trước khi
phê duyệt điều chỉnh hay không? A. Chủ đầu tư. B. Người quyết định đầu tư. Cơ quan chuyên môn về xây dựng. Ban quản lý dự án. Đáp án A. Chủ đầu tư. Câu 15. Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp, có chứng chỉ hành nghề thiết kế được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy? A. Cấp 2 trở xuống, B. Cấp 3 trở xuống, C. Cấp 4, D. Không được chủ trì thiết kế công trình. Đáp án đúng là B. Cấp 3 trở xuống. Phần câu hỏi về pháp luật, quyền lực chuyên môn đến đây là hết. Tiếp theo đến phần câu hỏi chuyên môn của công trình giao thông.